Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm chữ nhiều màu vào video hoặc là chữ kiểu Word Art ở trong phần mềm Filmora 11. Thì đây là cái tính năng mới của Filmora, tương đối đơn giản. Ok, xin chào các bạn. Thực ra thì cái tính năng này mình được Wondershare tài trợ để làm video. Nhưng mà trên kênh tiếng Anh, kênh tiếng Việt thì chả ai tài trợ. Thôi mình tự tài trợ mình. Làm cho vui, hướng dẫn các bạn. Ok, thì trước đây ấy, thì để làm cái chữ nhiều màu ở trên Filmora cũ ấy, phiên bản 11.2 trở xuống ấy, 10, 9 các thứ ấy, thì hơi lằng nhằng, cứ phải chọn kiểu chọn từng chữ, từng ký tự xong mới bắt đầu mới tạo màu ấy. Rất là mệt. Nhưng mà trong Filmora 11.4 này thì nó có cái tính năng mới, đấy là thêm nhiều màu vào cho cái chữ, vào cái title. Và nó thêm cho mình cái hiệu ứng, tức là hiệu ứng Word Art. Word Art ở trong, bạn nào mà dùng Word hoặc là Microsoft PowerPoint ấy thì các bạn biết, thật ra là nó rất là dễ, thì mình hướng dẫn các bạn nhé. Ok, ví dụ ở đây ở trong timeline của mình nhé, mình sẽ xóa hết mấy cái mình vừa tạo đi, để hướng dẫn các bạn tạo từ đầu, kể cả cái lồng tiếng này mình cũng xóa luôn, nhạc nền cũng xóa luôn, xóa thì cho nó đỡ loạn. Thứ nhất là để thêm chữ trong Filmora, rất đơn giản nhé. Bây giờ để tạo cái chữ nhiều màu, các bạn trước tiên các bạn đi đến phần title nhé. Sau đó bạn tìm đến tiếp là title. Và các bạn chọn bất kỳ một cái nào nhé, bất kỳ một cái mẫu title nào. Ví dụ mình sẽ chọn cái title này, title 27 này. Bạn kéo bạn thả nó xuống timeline nhé. Đặt ở trên cái check video ấy. Đây. Có một cái chữ lorem ipsum. Cái này là chữ kiểu chữ mù mờ, chữ không có nghĩa gì cả. Các bạn kích đúp vào. Các bạn kích đúp vào, các bạn đổi sang cái kiểu chữ của tên của các bạn. Ví dụ mình ghi chữ nhiều màu. Ok, cái phông này nó bị lỗi, mình sẽ đổi sang cái phông Noto San. Noto San cho in đậm đi. Rồi, thì bây giờ để đổi, tức là để tạo cái chữ nhiều màu ở trong Filmora ấy, thì các bạn đi đến phần Advanced nhé. Các bạn kích vào cái nút Advanced này để mở ra cái cửa sổ gọi là Text Editor mới. Trong cái phần này thì các bạn tìm đến phần này Customize nhé. Trong cái Customize thì nó sẽ có cái phần là Fill, tức là cái màu của chữ. Ở đây mình chọn là Color Fill nhé. Các bạn có thể chọn là Gradient Fill được. Gradient Fill thì nó sẽ trộn sẵn cái màu rồi. Nhưng mà thôi mình cứ để Color Fill, thì mình chỉ đổi, tức là đổi các cái màu của các cái từng cái ký tự khác nhau thôi, chứ không cần phải đổi cả kiểu trộn với nhau. Thì trước tiên là mình sẽ thêm màu. Để thêm màu các bạn nhấn vào cái dấu cộng này nhé. Ấn dấu cộng này, nó sẽ thêm cho các bạn một màu nữa. Ở đây mình có màu trắng rồi, bây giờ mình muốn thêm cho nó cái màu xanh lá cây chẳng hạn. Nhấn vào đây, sau nhấn nút More, chọn màu xanh lá cây. Là thứ nhất, ok. Như vậy là mình có hai màu, bây giờ mình muốn thêm vài màu nữa. Ấn nút cộng này, chọn vào đây. Thêm màu đỏ, kích vào đây. Đó, rất là đẹp. Dấn dấu cộng này, chọn vào đây. Thêm cho nó cái màu vàng nữa. Ok, đó, như vậy là ra là chữ nhiều màu rồi. Nếu như các bạn muốn thích ấy, thì các bạn có thể thêm cho nó viền. Viền các bạn cũng có thể thêm nhiều viền, nhưng mà theo mình thì thêm một viền thôi. Bạn chọn đây, nhấn vào Outline. Sau đó bạn chọn tiếp vào cái màu của cái viền, nhấn vào More. Mình sẽ chọn cho nó cái màu xanh này đi. Ok. Đó. Sau đấy bạn giảm cái thickness xuống, tại vì cái viền nó to quá, trông nó gớm. Ok, rất là đẹp. Đúng không? Opacity, chỉnh cái độ trong suốt của cái viền, giảm nó xuống một tí, tăng cái độ mờ lên một tí. Tăng cái phần blur này. Ok, vậy là ok rồi. Play. Đó. Đây là cách để các bạn thêm tạo chữ nhiều màu. Ở phần animation thì các bạn thích thì các bạn kích vào animation cho các bạn đổi màu khác, đổi sang cái kiểu khác. Ví dụ phần cinema style này chẳng hạn. Đó. Play. Rồi, nếu như bạn thích cái chữ này mà bạn muốn giữ để bạn tạo cho cái title khác thì bạn nhấn vào nút này nhé. Save as custom. Kích vào đây. Chữ nhiều màu. Nhấn vào OK. Sau nhấn OK đi quay trở lại timeline. Đây là một cách mà các bạn tạo ra chữ nhiều màu trong Filmora, rất là đơn giản đúng không? Bây giờ để mà tạo cái chữ kiểu Word Art thì như này, các bạn kích vào OK, bạn sẽ tạo thêm một cái chữ nữa. Ví dụ mình kéo này, cái title 29 chẳng hạn, title 29 chẳng hạn. Đây, cái chữ này màu trắng, mình tạo cái chữ Word Art bằng cách mình kích đúp vào cái hộp này, mình đổi nó sang là Word Art title chẳng hạn, ghi tiếng Anh.
Tiếp theo ấy là bạn chọn vào cái tab này nhé, có cái tab Work Apps ở bên trái này. Tab này thì ở Filmora 11.4 này các bạn mới có thôi. Các bạn có rất là nhiều này, hàng loạt luôn. Thì cái này thì các bạn chọn khi nào được. Ví dụ các bạn kích vào cái này, kích đúp vào, nó sẽ tự tạo ra bạn một cái title kiểu như này. Rất là đẹp, khỏi phải làm nhiều. Tất nhiên là cái animation thì các bạn cũng chọn nhé. Chọn animation đây, ví dụ mình chọn loại khác. Domo Design chẳng hạn, Domo Design. Đây. Đó. Đây là tạo title kiểu word art. Đây là cái hiệu ứng. Hiệu ứng này thì nó chỉ có ở trong cái phần này. Tức là đây, bạn kích vào đây. Thế còn nếu như mà không ấy, thì trước đây thì các bạn có thêm một cái folder nữa, tức là có một cái thư mục gọi là thư mục word art nữa. Thì nó tạo ra sẵn mấy cái mẫu word art cho mình rồi. Nếu mà bạn thích thì bạn có thể vào đây bạn tải, sau đó bạn kéo xuống bạn dùng. Đó là cách tạo word art đây. Đấy, nó chỉ có chữ text thôi. Chữ text đây thì nếu mà bạn thích thì bạn kích đúp vào đây, sau bạn đổi chữ text này. Ok, đấy đơn giản thôi. Đấy là làm nào để tạo ra cái chữ, thêm cái chữ nhiều màu vào trong video với phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Và các bạn nhớ ấn nút like và subscribe kênh của mình nhé. Thì kênh của mình là hơi ít view bởi vì là YouTube gọi là ít tương tác. Các bạn ít tương tác thì video của mình nó sẽ không đến được với nhiều người xem hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.